Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Triều Hình Long An. Thưa quý vị, trước tình trạng ồn tắc cuộc bộ xe chở hàng quá xuất khẩu, chủ yếu là sầu riêng, tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, phía Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với tham tán thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh ưu tiên quan trọng của Bộ Công Thương trong việc duy trì và đảm bảo chuỗi cung ứng, đặc biệt là việc tạo thuận lợi thông quan nông sản trái cây vào cao điểm vụ thu hoạch vào tháng 6 và tháng 7, Bộ này đề nghị phía Trung Quốc phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan tại cửa khẩu, thiết lập luồng xanh ưu tiên thông quan cho trái cây, định hướng doanh nghiệp khai nước đa dạng quá cửa khẩu biên giới giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Trước mắt, phân luồng trái cây đưa sang thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh Bò Chài để giảm áp lực cho cửa khẩu khủng Nghị. Ngoài ra tiếp tục giảm thời gian thông quan đối với mỗi xe nông sản, kéo dài thời gian thông quan tại cửa khẩu khủng Nghị Quan phía Trung Quốc đến 21 giờ. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Ban chỉ huy quân sự thị xã Kiến Tường tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ thị xã năm 2023. Tham gia hội thao lần này có gần 100 vận động viên là chiến sĩ dân quân tự vệ thuộc 8 xã phường trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Các vận động viên sẽ thi đấu hai nội dung gồm 3 môn quân sự phối hợp là chạy vũ trang ném lựu đạn, bắn súng AK bài 1 và nội dung bơi vũ trang. Hội thao nhằm kiểm tra đánh giá kết quả công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, nâng cao bản lĩnh, rèn luyện sức khỏe, khả năng chiến thuật cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ. Thưa quý vị, quyền cho thành tổ chức hội kỳ biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Trong 5 năm qua, 2018-2023, người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp hội. Toàn quyền hiện có 15.500 hội viên người cao tuổi, người cao tuổi tham gia lao động sản xuất và kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ cây trồng, vật nuôi. Dịp này, có 14 cá nhân được Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam Quỹ ban nhân dân huyện Châu Thành cho tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua người cao tuổi tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Quỹ ban nhân dân huyện Thành Quá tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đối nước năm 2023. Tại buổi lễ, các em học sinh được nghe phổ biến một số kiến thức về phòng chống đối nước, ý nghĩa và sự cần thiết của việc tham gia tập luyện bộ môn bơi, kỹ năng đảm bảo an toàn trong môi trường nước, thực hành một số phương pháp cứu đuối nước cơ bản và cách xử lý những tình huống có nguy cơ xảy ra đuối nước. Lễ phát động nhằm phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác phòng chống đuối nước, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 6, nhà thiếu nhi tỉnh Long An tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2023 chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi với nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Tham gia chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục như múa lân, biểu diễn, tạo hình bong bóng. Các chương trình văn nghệ múa hát và tham gia các trò chơi đố vui nhận quà. Hoạt động này hưởng ứng thiết thực tháng hành động vì trẻ em giữa các hoạt động vui chơi bổ ích trong hè. Bắt đầu từ tháng 6, nhà thiếu nhi tỉnh cũng khai giảng các lớp năng khiếu cho các em trên địa bàn thành phố với nhiều nội dung phong phú hơn so với các năm trước các hoạt động nhằm thúc đẩy sự quan tâm của các cấp quỹ chính quyền, gia đình và xã hội về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2023 đã được khai mạc tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, hội sách còn là hoạt động hè bổ ích cho các em thiếu nhi, góp phần xây dựng, lan tỏa văn quá đọc trong lứa tuổi học sinh nhi đồng. Hội sách thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư 2023 thu hút hơn 20 nhà xuất bản đơn vị phát hành sách văn quá phẩm có uy tín trên cả nước với hơn 16.000 tựa sách được trưng bày giới thiệu tới bạn đọc nhỏ tuổi và các gia đình. Các tác phẩm sách thiếu nhi đa dạng thể loại, chủ đề phong phú, nội dung bổ ích từ lịch sử văn quá, khoa học, bảo vệ môi trường tới các loại truyện tranh Việt Nam và nước ngoài. Hội sách không chỉ mang tới những trải nghiệm thú vị giới sách thiếu nhi mà còn hướng tới xây dựng xã hội học tập thông qua việc phát triển phong trào đọc sách, kiến tạo không gian đọc sách và các hoạt động ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi vào dịp hè. Thưa quý vị, tiếp nối các hoạt động chào hè năm 2023, lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 16 được tổ chức tại khu du lịch Dân Quá Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Trong đó, các hoạt động chính được nâng tầm như chợ trái cây đặc sản, bộ sưu tập trái cây khổng lồ giới thiệu cho khách tham quan hàng trăm loại trái cây đặc sản các vùng miền trên cả nước như măng cục, sầu riêng, bơ, xoài các quả lộc, dưa lưới, organic. Cùng hàng chục món ăn được chế biến từ trái cây, các sản phẩm có nguồn gốc từ nông sản như rượu bưởi, đường và mật qua dừa. Ở đây không gian kiểu là thoáng mát này, Ở trái co thì em cũng có mua thử này, giá cả thì em thấy hợp lý luôn. Mà là cũng ngon luôn ấy. nhân cái dịp cái lễ hội trái cây cô dẫn mấy đứa cháu cô đi đi chơi luôn dẫn mình mua trái cây mình, mình tham quan trái cây điểm nhấn của lễ hội năm nay là ra mắt bộ sưu tập trái cây quý hiếm có nguồn gốc xuất xứ từ các nước trên thế giới được trồng tại nông trại Suối Tiên Farm ứng dụng hệ thống trồng theo phương pháp hữu cơ và hệ thống tưới công nghệ cao để cho ra đời sản phẩm trái cây tươi ngon sạch theo tiêu chuẩn việt gáp ở đây là nơi rất là quý, thấy quy tụ nhiều loại trái cây mới mới lạ tươi ngon nhưng mà nói chung là em mới tới nhưng mà rất là vui. Lễ hội trái cây Nam Bộ năm 2023 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8 tại khu du lịch Suối Tiên. Bên cạnh việc giới thiệu nét đặc sắc phong phú, đa dạng và độc đáo của các loại trái cây nhiệt đới Việt Nam, sự kiện còn nhằm tôn vinh nhà nông và ngành nông nghiệp. Ở lần thứ 16 được tổ chức, lễ hội cũng hướng đến mở rộng quy mô, dương tầm trở thành sự kiện du lịch của quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, Đức Hòa Sức Sống Mới là chủ đề chương trình Farm Trip diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2023 do Quyền Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức với sự tham gia của 40 đơn vị lữ hành, truyền thông cùng các chuyên gia. Với lợi thế giáp tranh thành phố Hồ Chí Minh cùng tiềm năng du lịch phong phú, Đức Hòa phù hợp phát triển gần như tất cả các loại hình du lịch, từ du lịch sinh thái, gian quá, lịch sử đến nghỉ dưỡng thể thao và khám phá. Làng cổ Phước Lộc Thọ Địa điểm du lịch dành cho những người yêu thích không gian cổ xưa, trở về bên ngôi nhà cổ mang bản sắc ba miền đất nước. Tại đây, các thành viên trong đoàn được tìm hiểu những công đoạn chầm nón lá truyền thống. Được hòa mình vào cái không gian thật là thiên nhiên, cũng như là cổ kính của làng cổ Phước Lộc Thọ, cũng như là được trải nghiệm cái hoạt động chầm nón lá, cũng như là trang trí cái nón lá bằng tay handmade như thế này, thì tôi cảm thấy là tôi có thêm một cái nguồn năng lượng rất là mới để mà cùng hoạt động à, những cái hoạt động tiếp theo. Ngoài ra, đoàn còn đến tham quan di tích vườn nhà ông Bộ Thỏ, địa điểm thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tỉnh chợ lớn, trải nghiệm hoạt động thiền tại chùa Pháp Minh, làm quen thử thách bản thân qua môn golf tại dự án nghỉ dưỡng Westlake Golf and Villas, tham quan vườn thú Mỹ Quỳnh, thông qua chuyến khảo sát giúp các doanh nghiệp du lịch lữ hành tìm hiểu, khám phá tiềm năng du lịch hỗ trợ quảng bá những điểm đến hấp dẫn của huyện Đức Hòa, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến cũng như lên ý tưởng liên kết xây dựng, khai thác các tour tuyến, giúp du lịch Đức Hòa ngày càng hấp dẫn và thu hút du khách gần xa. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, phòng chống ma túy quyết liệt hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy. Đây là chủ đề thắng hành động phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Long An bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Trong tâm của tháng hành động, công an tỉnh sẽ mở được cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên toàn tỉnh, tập trung điều tra triệt phá các tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, bắt giữ cả đường dây đối tượng cầm đầu, đồng thời khai thác hiệu quả dữ liệu căn cứ công dân để phục vụ công tác quản lý địa bàn, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy. Bên cạnh đó, công an tỉnh sẽ tăng cường phối hợp các sở ngành liên quan, tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, tháng 6, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy, ngày 26 tháng 6. Qua đó, nhằm quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống ma túy, hướng tới xây dựng một cộng đồng sạch ma túy. Thông tin từ bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa ghi nhận một trường hợp trẻ 5 tuổi tử vong nghi ngờ do bệnh tai chân miệng. Cụ thể, bệnh Nhi Nam, sinh năm 2018, quê tỉnh Kiên Giang, bị bệnh 4 ngày với triệu chứng lỡ môi, ăn uống kém, ối sốt 39 độ C, kèm rung toàn thân, nhập viện bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang, chẩn đoán tai chân miệng độ 3, tại bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhân hôn mê sâu, mạch nhanh nhẹ, sốt rất cao 41,2 độ C, được tiến hành theo dõi bệnh tay chân miệng độ 4. Bệnh nhân được xử trí tích cực chống sốc, hỗ trợ hô hấp tuần hoàn lọc máu. Tuy nhiên do tình trạng rất nặng nên bệnh nhân đã tử vong vào chiều ngày 31 tháng 5. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm PCR để xác định chính thức nguyên nhân tử vong. Trong năm tháng đầu năm 2023, bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 1.349 lượt điều trị ngoại trú, 158 bệnh nhân điều trị nội trú bệnh tay chân miệng. Ngày 1 tháng 6, cộng đồng chính trị châu Âu đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Moldova. Sự kiện quy tụ gần 50 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ được coi là nền tảng cho sự phối hợp chính trị giữa các nước trên khắp lục địa châu Âu. Nước chủ nhà Moldova nhấn mạnh, cộng đồng chính trị châu Âu hướng tới thúc đẩy đối thoại và hợp tác chính trị để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm và tăng cường an ninh, ổn định và thịnh vượng của lục địa châu Âu, Hội nghị lần này tập trung vào ba chủ đề chính: nỗ lực chung vì hòa bình và an ninh, khả năng phục hồi năng lượng và hành động khí hậu, các kết nối ở châu Âu vì một lục địa được liên kết tốt hơn và ổn định hơn. Tổng thống Moldova Maya Sandu cho biết, hôm nay tại đây, nơi chỉ cách Urena 20 km, chúng ta quy tụ toàn châu lục để tái khẳng định quyết tâm tập thể và mạnh mẽ nhằm mang lại hòa bình cho châu Âu. Hôm nay, chúng ta đã thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết của mình vào thời điểm mà sự ổn định của lục địa chúng ta đang bị đe dọa. Trước đó, Tổng thống Sandu cũng nhấn mạnh, cộng đồng chính trị châu Âu là một nền tảng đặc biệt trao cho các quốc gia lớn và nhỏ, cả trong và ngoài Liên minh châu Âu, tiếng nói bình đẳng trong các cuộc thảo luận. Tham dự hội nghị, Tổng thống Orena Volodymyr Zelensky bày tỏ cảm ơn các quốc gia châu Âu đã hỗ trợ Kiev và tuyên bố về một Orena có tương lai trong Liên minh châu Âu. Ngày 1 tháng 6, Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh quân sự thứ hai của mình sau vụ phóng đầu tiên thất bại trước đó một ngày và khiến vệ tinh rơi xuống vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh, mặc dù các vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên có thành công hay không thì đây là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đe dọa đến sự hòa bình cũng như an ninh của bán đảo Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Seoul cũng kêu gọi Bình Nhưỡng thực hiện những nghĩa vụ quốc tế, trong đó bao gồm việc hủy bỏ kế hoạch phóng vệ tinh của mình. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang ở thăm Nhật Bản và người đồng cấp nước chủ nhà Yasukazu Hamada cũng khẳng định sẽ cùng với Hàn Quốc tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trong khu vực. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh trước đó, bà Kim Yo Trong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ sớm đưa vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo. Các thượng nghị sĩ Mỹ ngày 1 tháng 6 đang cố gắng chạy đua với thời gian nhằm thông qua dự luật về trần nợ công, vốn đã được hạ diện thông qua trước đó với đa số phiếu nhằm giúp nền kinh tế số 1 thế giới tránh được kịch bản tồi tệ nhất là vỡ nợ. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer cho biết, Thượng viện sẽ duy trì các phiên thảo luận cho tới khi có thể trình được dự luật lên Tổng thống Mỹ Joe Biden trước thời hạn chót, Tuy nhiên, các cuộc tranh luận cho đến nay vẫn chưa ngã ngủ khi hàng loạt ý kiến muốn sửa đổi đến từ các thượng nghị sĩ của cả hai đảng có nguy cơ khiến quá trình thông qua dự luật kéo dài dai dẳng đến cuối tuần này. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống và được chuyển đến thượng diện. Nếu được thượng diện thông qua, dự luật này sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden trước ngày 5 tháng 6 để ký thành luật nhằm tránh kịch bản chính phủ liên bang cạn kiệt ngân sách chi trả cho các nghĩa vụ tài chính. Liên quan đến khả năng ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, hai quan chức của cơ quan này đã nêu khả năng ủng hộ phương án không tăng lãi suất trong tháng 6 nhằm để ngân hàng trung ương Mỹ có thêm thời gian đánh giá kỹ thực trạng nền kinh tế hiện nay. Theo thành viên Ủy ban thống đốc ngân hàng dự trữ Liên bang Philip Jefferson, việc không tăng lãi suất trong tháng 6 sẽ tạo điều kiện cho Ủy ban thị trường mở Liên bang thu thập và đánh giá thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định hợp lý nhất về động thái chính sách tiếp theo. Ông Jefferson là một trong số 11 ủy viên của Ngân hàng Dự trữ Liên bang, có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang và mới đây được Tổng thống Joe Biden đề cử giữ chức Phó Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Nghe sau phát biểu của ông Jefferson, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang chi nhánh Philadelphia Patrick Harker, một thành viên khác có quyền bỏ phiếu tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, đã bày tỏ sự ủng hộ Giới quan sát nhận định, ban lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ hiện chia rẽ về quan điểm chính sách trước thềm cuộc họp dự kiến vào ngày 13 và 14 tháng 6 tới đây. Những bình luận của các ông Jefferson và Hacker dường như đã làm lung lay giả định của giới đầu tư về động thái tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, mặc dù tỷ lệ lạm phát tại Mỹ vẫn cao và thị trường lao động còn nóng. Hôm qua, cảnh sát Pháp đã bắt giữ ông Jean-Jacques Nagui, giám đốc điều hành tập đoàn Casino, chuyên bán lẻ và phân phối hàng hóa qua các siêu thị lớn. Vụ bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về thao túng giá cổ phiếu, giao dịch chứng khoán không minh bạch và hối lộ. Ông Nauri hiện bị tạm giam tại Paris để cơ quan chức năng điều tra mối liên hệ với nhà báo Nicolas Mugen, chuyên về mảng tài chính. Các cáo buộc đối do ông Nauri liên quan đến những hành vi phạm tội trong năm 2018 và 2019. Trụ sở của tập đoàn Casino cũng như nhà riêng của vị chủ tịch này đã bị khám xét vào tháng 5 năm ngoái. Theo truyền thông Pháp, tập đoàn Casino đã trả hơn 857.000 đô la Mỹ cho một số công ty do nhà báo Miguel điều hành để nhiều lần quảng cáo cho các cổ phiếu Casino trong các bài báo của mình. Hiện luật sư đại diện của ông Naogi chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên, trong khi tập đoàn Casino bắt bỏ mọi cáo buộc. Hiện tập đoàn này đang gánh khoản nợ 6,4 tỷ euro tính đến cuối năm ngoái.